Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Điện Máy Thảo nha các bác nhé. Hôm nay thì giới thiệu với mọi người một dàn máy rửa xe các loại cho anh em và xịt thuốc nhé. Đó thì giới thiệu với các bác là cái dàn này thì bên em lắp ráp theo yêu cầu. Đó, các bác muốn gắn đầu như thế nào thì bên em gắn lên cho anh em. Đó, lắp ráp với này là nó là lắp ráp từng từng món một chứ nó không nhất thiết phải theo một bộ nha các bác nhé. Đó thì đây là những một vài những bộ mà em lên sẵn cấu hình cho anh em. Giá bình dân có mà dòng cao cấp cũng có. Đó, anh em nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0 345 05 039 hoặc là số điện thoại 0962 858 023 để được tư vấn nha các bác nhé. Đó thì một cái dàn này nó là motor là 2,2 kg với đầu xịt 2 HB Martin Nox. Đó, như dàn này thì full bộ luôn. Đó, kèm cho anh em 10 mét dây xịt và béc xịt đầy đủ luôn. Đó, dàn này thì nó bán cho anh em với giá là 4 triệu 3 nha các bác nhé. 4 triệu 3 nguyên một dàn. Đó, anh em là lấy thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05 039. Đó thì độ mạnh thì con này thì anh em rửa xe xịt sân vườn là thoải mái luôn nhá. Đó, rửa xe ô tô xịt sân vườn là thoải mái luôn bởi vì tuy là tuy to. Đó, còn anh em nào thích cấu hình thứ hai thì có thể tham khảo qua nhé. Đó, dàn này là 4 triệu 3 này. Đó, sẵn cho anh em dàn cấu hình thứ hai này. Đó, dàn này thì cũng là ti 30 nhưng mà bít tông sứ nhau nhé. Đó, dàn này bít tông sứ. Đó, kèm theo anh em là motor 3 kg toàn phát ở Việt Nam chất lượng cao Zeda Jaguar gắn thân bệ cho anh em luôn. Đó, dàn này là nguyên bộ luôn là giá 5 triệu rưỡi cho mà nhé. Đó, đủ các loại luôn anh em. Rồi sang cho anh em tiếp theo một dàn này là dàn 2,2 kg với lại đầu xịt Osaka. Dàn này thì cũng 4 triệu 3 ti 30 2 HB cho anh em. Đó, tha hồ cho các bác xịt rửa xe. Đó, dàn này cũng 4 triệu 3 luôn nhé. Đó, nguyên dàn. Rồi sang cho các bác cái dàn này. Dàn này thì em lên cho anh em là motor là 3 kg và đầu xịt ti nóc 2 HB. Đó, ti 30 thì dàn này là 4 triệu rưỡi thôi nhá. Đó, nó chỉ khác nhau mỗi cái cấu hình thôi. Còn cái bệ này thì kèm cho anh em là 10 mét dây xịt và béc xịt đầy đủ rồi. Đó, sang cho anh em tiếp theo là anh em về xịt xịt thuốc này. Anh em xịt thuốc thì anh em sử dụng cái cấu hình này. Đó, dàn này thì anh em xài đầu nổ 6.5 và đầu xịt 1 HB để cho anh em xịt thuốc nhá. Dàn này thì rửa xe thì nó sẽ bất tiện. Đó, đây là đầu này nó bán anh em xịt thuốc này. Đó, dàn này thì nó bán anh em full bộ luôn là chưa kèm dây xịt nhá. Xịt thuốc thì anh em xịt dây nó rất là dài thì thường là phải mua mua riêng nhá. Đó, dàn này là full bộ cho anh em luôn là giá 4 triệu. Đó, dây thì anh em mua riêng nhá, dây xịt súng là anh em mua riêng. Còn những cái dàn rửa xe này thì em kèm với 10 mét dây xịt rồi để cho anh em dễ sử dụng. Đó, rồi sang anh em những cái cấu hình này. Đó, dàn này thì em gắn là động cơ liền này, đầu xịt với motor liền luôn. Đó, động cơ là 2,2 HP, 2,2 kg. Đó, motor Trần Hưng Đạo nhé. Đó, và đầu xịt Amactun AM28, con này bít tông 25 ly. Đó, công suất là 1,5 HP. Đó, gắn liền luôn. Có gắn thêm rơ le tị ngắt cho anh em, dàn này chuyên dụng rửa xe nhé. Đó, kèm theo 10 mét dây xịt này. Có rulo cuốn dây đầy đủ cho anh em luôn. Đó, có gắn automat chống giật cho anh em đầy đủ hết. Đó, dàn này là full bộ luôn là 5 triệu rưỡi nha nhé. Đó, rồi sang cho anh em một dàn tiếp theo thì con này là motor là 3 kg hàng toàn phát và đầu xịt là Amactun AM600 có gắn rơ le tự ngắt cho anh em đầy đủ đây. Đó, lên lô cuốn giật cho anh em luôn nhé. Đó, dàn này thì em đang bán cho anh em với giá là 5 triệu rưỡi nha nhé. 5 triệu rưỡi cho dàn này. Đó, thì anh em mua những cái dàn mà nó tốt thì nó càng ngày nó càng mạnh và nó bền hơn nhé. Đó, nó khác nhau nhiều cái. Ở xa cho em dàn này thì dàn bình dân này. Dàn này thì motor 2,2 kg toàn phát này và đầu xịt 1 HP có rulo cuốn dây đầy đủ cho anh em luôn, kèm theo dây xịt đầy đủ nhá. Dàn này thì là giá 4 triệu 2. Đó, 4 triệu 2 một dàn này. Và xa cho anh em dàn tiếp theo thì con này thì bít tông sứ luôn. Đó, bít tông sứ và motor 3 kg có rulo cuốn dây và rơ le tự ngắt cho anh em đầy đủ. Cái này thì chưa gắn nhưng mà tím sẽ gắn vào nhé. Đó, giá của nó là dàn này thì là giá là 5 triệu 7 thôi nhé. Đó, bao xịt mạnh luôn. Loại ti sứ này thì lưu lượng nước và cái độ nén nó mạnh hơn các cái đầu ti inox và độ bền nó cao hơn nên là giá thành của nó sẽ cao hơn nhé. Đó, motor thì nó giống nhau hết anh em nhé. Motor thì nó chỉ có 2,2 kg này, 3 kg này, 3,5 kg. Đó, thì tùy từng loại đầu mà sẽ gắn cái motor phù hợp nhé. Và giá thành của nó sẽ khác nhau nhé.
Đó, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345050399 nhá. Đó, lắp đặt theo yêu cầu thì có cả dòng cao áp nữa. Đó. Rồi, xin cảm ơn thầy em nhé.